Xin chào mừng quý vị và các bạn quay lại với kênh Văn Thành Nhà Mới. Hôm nay lại mang đến cho quý vị và các bạn một sản phẩm mới, và đặc biệt hơn là sản phẩm này là một căn nhà giá rẻ. Một căn nhà giá rẻ với diện tích ngang 4m và dài 8m, nằm ngay một hẻm nhỏ, hẻm 4m của đường 16, quý vị, đường số 16A. Đường số 16A này thì chúng ta di chuyển ra Gò Xoài, Ao Đôi, rồi ra đường 18B, đường Mã Lò, cũng như chúng ta ra quốc lộ 1A di chuyển về các đường Trường Chinh, rồi về các quận trung tâm như là Tân Bình, Gò Vấp, quý vị ha. Thì căn nhà này thì tọa lạc tại một vị trí cũng khá là thuận tiện đi lại, cũng như là đường xá thì dễ đi, từ cái mặt tiền đường 16A chúng ta di chuyển vào chỉ có là tầm khoảng 50m là tới nhà rồi, chưa tới 50m nữa. Đó, thì là một con hẻm nhà cửa san sát nhau, và kết cấu nhà của chúng ta hôm nay là một căn nhà giá rẻ, một căn nhà diện tích ngang 4m, dài 8m, một trệt, một lầu, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Đặc biệt là căn nhà mình đã làm hoàn công đầy đủ hệ thống cổng rào, quý vị ha. Có bốn cửa, một lớp cửa cổng rào bốn cánh. Ngoài ra thì ở trong sẽ có thêm một lớp cửa kính sắt và có khung sắt luôn, bảo vệ cho mình tuyệt đối luôn nhé. Và cái bên nhà mình thì có một nhà máy may, rồi một bề ngang 4m, nằm cũng thuộc dạng là trung tâm của quận Bình Tân, quý vị. Rồi khoảng không gian phòng khách thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 16m2 nha, 16m2. Có sẵn một cái bộ sofa đây và một cái bộ bàn đó. Thì nhà này sẽ phù hợp với một cặp vợ chồng trẻ muốn ra riêng ở. Cứ là nhà giá rẻ và diện tích như thế này là quá là ok rồi, quý vị. Hai vợ chồng thay vì ở một cái chung cư, nó ở chung cư thì nó sẽ có thời hạn sử dụng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó cũng không có chất lượng bằng một căn nhà, nhà mà nằm mặt đất nó sướng hơn, quý vị nha. Ở chung cư cao tầng cũng có nhiều cái rủi ro và nguy hiểm ha. Thì giá bán căn nhà này trên 3 tỷ một tí xíu thôi, và tí nữa lên lầu 1 và quay xong thì thầy cũng sẽ báo giá, quý vị yên tâm nhé. Wow. Rồi, chúng ta có một cái gian bếp nó rơi vào tầm đâu đó tầm khoảng 10m2 đó, quý vị. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh, bồn rửa này, rồi có phòng vệ sinh ngay đây. Ta quay lại tổng quan ở phía trước, quý vị có thể xem ha. 3 tỷ 450 triệu thương lượng, quý vị nha, thành bịch mí giá luôn nha, 3 tỷ 450 triệu và còn thương lượng nữa. Lên đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ, phòng ngủ khá lớn luôn, quý vị, hơn 16m2 luôn ha, có ban công ở phía trước này. Đó, và phòng ngủ thứ hai đây. Đó, thì tầm khoảng 12m2, và cái phòng vệ sinh, quý vị, phòng vệ sinh thiết kế nằm ở đây, nó tiết kiệm được cái không gian cầu thang đó. Đó, thiết kế nhà ở trên trong Sài Gòn này đúng là những cái kiến trúc sư thiết kế quá là tuyệt vời luôn nha. Diện tích nhỏ nhưng chúng ta lại có một căn nhà vừa phải. Xin nhắc lại là căn nhà mình đã làm hoàn công, quý vị nha, và giá bán chỉ có là 3 tỷ 450 triệu và còn thương lượng. Quý vị nào mà quan tâm đến căn nhà này, muốn tìm kiếm một căn nhà tầm giá tầm khoảng 3 tỷ hơn, và nếu như có tài chính tầm khoảng 1 tỷ và mình muốn vay ngân hàng, cũng như mình có một thu nhập ổn định, thì có thể là tham khảo thử căn nhà này, đó, phù hợp với một cặp vợ chồng ở, hoặc là gia đình có ba mẹ và một người con, hai người con cũng được. Rồi, mọi người cần thêm thông tin gì về căn nhà này cũng như những sản phẩm ở nhà Bình Tân thì liên hệ cho Thành qua số hotline nha. Và nhớ là đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nha. Còn bây giờ thì Thành xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau nhé.